Xin chào em, chúng ta sang bài mở số ID là 003. Bài toán này thầy minh họa cho phần liên quan đến ST vận dụng cao dành cho các bạn sinh năm 2003. Hy vọng các bạn sẽ phát huy được bài toán này trong cái đề thi sắp tới. Ở bài toán này, cái ST nâng cao này thầy minh họa cho phần hỗn hợp. Đó là gồm có người ta trộn axit trộn với lại ester. Đó. Các em xem một series video liên quan đến kiểu như này thì các em sẽ rút được kinh nghiệm giải toán với nó. Đọc bài toán này lên thì các em thấy một phương pháp quen thuộc rồi. Đó. Thế quen thuộc ở đây là gì? Là đồng đẳng hóa. Thế lý do vì sao như vậy? Bởi vì thầy biết chất đầu tiên chúng ta đồng đẳng rồi. Thứ nhất là thầy có cái chất đầu tiên là ester không no và rượu của thầy là rượu CH3OH. Tại sao? Là bởi vì ở đây các em tìm được ngay rượu vì tỷ khối của T này. Đó, M của T chính là 32, chính là CH3OH đó. Chất thứ hai là axit hai chức HOOC lối C lối đôi C COOH, bởi vì thầy nhìn thấy nó có lối đôi CC và CH2 được cắt ra. Đấy, nếu bạn nào đó đồng đẳng hóa thì các bạn làm như này. Nhưng với thầy thì thầy không dùng như vậy, thầy dùng cách khác để các bạn có thể tham khảo. Thứ nhất là thầy quy đổi dồn chất, thầy có COO cắt ra. Để các em cắt CO ra, cắt COO ra. Thì phần còn lại của thầy chính là anken, như vậy nó chính là CH2. COO của thầy ở đây và CH2 tính được không? À, tính được luôn rồi. Tổng khối ở đây thầy có là 1,29 CO2 đó và 0,96 mol nước. Như vậy kết quả thầy có ở đây là 0,96. Bảo toàn C tìm tổng được CO2 là 1,29, các em trừ 0,96 như vậy là sẽ bằng 0,33. Đó, 0,33. Và kết quả tính được khối lượng ở đây bằng, các em nhân vào thì kết quả tính ra bằng là 27,96, 27,96 gram. Bài toán này người ta lấy hai phần không bằng nhau. Ở đây người ta lấy 46,6 khác hẳn so với 27,96. Như vậy các em phải chia xem. Các em chia lấy 46,6 các em chia cho 27,96. Kết quả là bằng ở đây thì có là 5 phần 3. Như vậy suy ra là các em quy đổi về 46,6 gram sẽ gồm có COO CH2 nhân 5 phần 3 lên thì các em tương ứng đây sẽ là 0,55 mol. Đây sẽ là 0,96 nhân cho thầy với lại 5 phần 3 bằng, em bấm đi, 0,96 nhân với 5 chia cho 3 bằng 1,6. Ok, 1,6. Như vậy thầy đã quy đổi về cùng thông số rồi. Tiếp tục phản ứng phụ. Phản ứng phụ đầu tiên là người ta cho thực hiện phản ứng với NaOH. Điểm đặc biệt của bài toán này và các em chú ý luôn là những bài toán nào đó người ta cố tình cho khối lượng dung dịch cho C phần trăm của NaOH, các em phải nghĩ đến nước nằm ở trong đó. Như vậy thì tính luôn ra. Dung dịch NaOH thì tính ra được số mol là 0,6 và nước của thầy có khối lượng là 197 gram. Đó. Khi đó sản phẩm của thầy tạo thành, sản phẩm này của thầy ở đây chính là sản phẩm Z chứa hơi nước và rượu. Thì thầy có là rượu được tạo ra là CH3OH là chất T. Đó. Nước của thầy ở đây là nước tổng được tạo ra từ axit và nước có sẵn trong NaOH. Và kết quả thực hiện phản ứng phụ với natri, thầy thu được hydro. Hydro của thầy ở đây số mol bằng, em chia ra kết quả bằng 0,275 mol. Và người ta cho khối lượng của bình tăng delta M tăng bằng 188,85. Như vậy các em dùng bảo toàn khối lượng, các em tìm được tổng Z, MZ các em tìm được tổng bằng, các em lấy 188,85, 188,85 cộng với 0,275 nhân 2, kết quả bằng 189,4. Đó. Sau đó chúng ta sẽ lấy 189,4 này trừ đi khối lượng nước do NaOH tạo ra thì trừ đi 197, trừ 197 bằng, thầy bấm lại xem là 189,4 trừ 197. Ô ở đây kiểm tra lại ra xem là sai chỗ nào rồi. 200 này nước 200 gram NaOH trừ 0,6 nhân với lại 40 bằng 176, xin lỗi đây 176, 176. Kết quả thầy có là trừ đi 189
0,4 bằng 13,4 gam. Như vậy cái này của thầy sẽ là 13,4 gam. Mục tiêu của thầy là phải tìm được số mol của X và Y, do đó thầy phải tìm được số mol của rượu và số mol của nước sinh ra. Đây là nước sinh ra nha, chứ không phải là nước làm trong rét, không phải nước của cả lao hát. Vì thế thầy có như sau: CH3OH và nước được sinh ra do axit. Đó, ta cần tìm, thầy gọi là X và Y mol. Như vậy kết quả tìm X Y rất đơn giản rồi. Phương trình số 1 là phương trình khối lượng là 32X cộng với lại 18Y thì bằng khối lượng là 13,4. Phương trình thứ hai là phương trình bảo toàn hiệu linh động, hoặc các em dùng bảo toàn COO được. COO của thầy là của axit và của este, và nó chính bằng số mol của rượu và số mol của nước. Như vậy X cộng Y bằng 0,33. Giải hệ các em tìm được X bằng và Y bằng. X ở đây các em sẽ tìm ra được nó sẽ bằng là 0,25. Y các em tìm ra được bằng 0,15. 0,55. À xin lỗi, xin lỗi, đây là 0,55. 55, bởi vì tính ở trong cái 46,6. Vậy 0,15. Đó. Sau khi các em tìm được X và Y rồi, tức là các em tìm được số mol của X và Y, thì X của thầy là este. Đó. Y của thầy là Y axit 2 trước, số mol 0,15. Như vậy kết quả đây là 0,25. 0,15. Kết quả thầy tính ra ở đây là delta semin và set 2 của thầy bằng, các em trừ đi thì kết quả thầy có là bao nhiêu? Tổng C là 0,55 cộng với 1,6 là tổng C, trừ đi cái C là 0,25 semin nhân cho thầy với lại 4 cộng với 0,15 cũng nhân với 4, kết quả bằng 0,55 luôn. 0,55 thì suy ra phải gắn vào đây thêm cho thầy 1CH2 và gắn vào đây cho thầy 2 nhóm CH2 nữa. Đó. Như vậy sau khi gắn được rồi thì kết quả thì tìm được X và Y rồi. Thì đề thi hỏi là phần trăm khối lượng của Y trong M gam E. Như vậy thầy có Y là không cần tìm X. Y của thầy sẽ bằng gắn thêm 2C nữa, 4C là 6C, C6. H của thầy đây là bao nhiêu? 1H2, H3, H4H, gắn thêm 4H nữa vậy là H8. O của thầy là O4. Số mol là 0,15 mol. Đó. Như vậy kết quả là MI của thầy sẽ bằng 0,15. Các em có là 6 x 12 cộng 8 cộng 64 bằng 144 x 0,15 bằng 21,6 gam. 21,6 gam. Nhưng cái M gam Y này của thầy, các em đặc biệt chú ý là người ta hỏi ở cái ban đầu trong M gam E. Trong M gam E, tức là trong cái khối lượng của cái hỗn hợp này cơ, chứ không phải là trong 46,6. Vì thế các em phải nhân cho thầy tiếp, nhân với 3/5, nhân với 3, chia 5 bằng 12,96. Như vậy các em nhân với lại 3/5 nữa để quy về cái ban đầu, nó sẽ bằng là 12,96 gam. Và đáp án gần nhất của thầy phải là đáp án C, 13. Đó, một cái bài toán rất quen thuộc. Tất nhiên thầy nói luôn là các bạn cũng có thể dùng đồng đẳng hóa. Nếu các bạn đã đây là A, đây là B và đây là C, các em vẫn giải được A, B, C và ghép CH2 của thầy rất dễ dàng thôi. Đó. Đây là thầy mô tả theo cách khác, theo một cái hướng quy đổi và hướng xếp hình của Nguyễn Anh Phong, và hy vọng các bạn có thể tham khảo.